đang đến với chương trình Đêm Tiệc Thì Sao. Còn một người đàn ông đích thực, một người đàn ông, một người đàn ông mà mang đôi giày thiệt là bấm. Mời Quân. Em không biết là ai hết trơn nữa. Của em đâu? Anh trăng soi còn đó và nghe hơn gió biết tim mình. Và đêm nay các vị khách mời của chương trình sẽ là từ hai vị khán giả của chương trình, họ là ai? Đón chào tất cả các quý vị khán giả cùng đến với chương trình Đêm Tiệc Cùng Sao. Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả quý vị khán giả và chào tất cả những người anh, người em, người chị, người bạn bè, đồng nghiệp của Đại Nghĩa. Và chúng ta đang đến với Đêm Tiệc Cùng Sao. Bởi vì sao có những cái tên này? Là bởi vì đêm tiệc tôi mời đến rất nhiều những người bạn bè của tôi là những ngôi sao trong những lĩnh vực mà họ đang làm ha. Có những đêm tiệc toàn là ca sĩ không? Có những đêm tiệc toàn là diễn viên rồi diễn viên hài. Và đêm nay có một cái điều rất đặc biệt, nếu như quý vị khán giả quan sát kỹ thì sẽ thấy rằng ở đây đều là những cái con người ít nói nhất showbiz. Ở đây đều là những con người coi như là hả kiệm lời, những con người không có gọi là nói ba chớp ba chép nhiều như tôi đó. Đó chẳng hạn như anh Long Nhật nè, đâu vô không có nói tiếng nào hết trơn, trời chỉ lớn muốn làm chủ của căn nhà này mà thôi. Dạ xin được giới thiệu với quý vị khán giả cái người phụ nữ mà gọi là đồng bọn với anh Long Nhật đó, cái người phụ nữ với bộ cái trang phục áo dài chỉnh tề nhưng mà cái phong thái thì nó dễ sợ quá, cũng muốn làm bà chủ trong cái ngôi gia này, đó chính là cái người vừa làm ca sĩ nè, rồi cũng kiêm luôn cái chuyện mà nói không có kém gì tôi hết trơn trọi đó, rồi bên cạnh đó còn làm luôn cái công việc là tổ chức bầu show. À, bà bầu kiện đó, Mỹ Hạnh đó. Thưa quý vị, còn cái người cái bộ đầm mà tao nói mới dòm tưởng cái bao xốp màu đen nhưng mà rất đẹp rất quyến rũ. Em đừng lên đó. Làm em đem cái túi đựng ra cái nhà quán chết rồi. Làm cái đầu từ mình, sáng tới giờ làm như chỉ có một mình nhà em có cái túi đựng rác màu đen không bằng nhà anh cũng có luôn. Dạ thưa, đó là MC Thảo Nguyên. Chứ thật ra nếu như quý vị mà có theo dõi những chương trình trên radio thì sẽ biết rằng Thảo Nguyên là một trong những người dẫn chương trình rất là duyên dáng và được nhiều quý vị thính giả yêu mến trong các chương trình của radio. Và hôm nay mời Thảo Nguyên đến đây cùng vui với anh luôn. Và cái người đàn ông còn lại bên cái băng ghế này đó. May quá, đàn ông đây rồi. Cuối cùng cũng còn một người đàn ông đích thực. Một người đàn ông mà mang đôi giày thiệt là bóng. Chỉ có đôi giày quả là không bỏng thôi, bỏng một nửa. Hay đó, mình bỏ qua cái đề tài giày bóng đi được không nha. Mình giới thiệu tiếp, đó là anh Vương Bảo Tuấn. Anh ấy cũng là một MC và là một ca sĩ. Dạ, dạ bên đây là bông hoa đẹp nhất. Dạ. Đừng lên quay vòng đi, bông hoa đẹp. Anh muốn nói là anh Quân kìa. Ủa? Em là bông hoa đẹp nhất à? Anh nói thế không được. Anh muốn nói là anh Quân trước. Tại sao anh nói Quân là bông hoa đẹp nhất, đúng không? Là bởi vì ở đây nhìn em thư sinh trắng trẻo đó, bạch mã hoàng tử. Thế bên anh Quân, dạ, người đàn ông mặc đồ kim sa lấp lánh chiếu chiếu, Hoàng Rapper. Chào đêm. Dạ thưa quý vị cũng biết Hoàng Rapper vốn dĩ là một ca sĩ, mà ca sĩ chuyên về dòng nhạc rap, lớn có sân. Sáng tác nữa. À, lớn dạ. Sân. Nhưng mà rồi sau này thì có lẽ là bên cái sân khấu ca nhạc không còn trọng dụng anh nữa. Cho nên anh đành phải qua một cái sân khác, một cái sân mà nói nhiều hơn hát. Dạ, đó là người dẫn chương trình. Đó. Và cũng rất là thành công với nhiều chương trình hay. Còn bên cạnh Hoàng Rapper là một cái anh chàng mà có cái làn da trắng thiệt trắng. Ôi mất cấp chứ. Là người chuyên môn đi quảng cáo cho sản phẩm làm trắng da. Dạ. Người dẫn chương trình Đình Hiếu. Rồi. Đúng rồi, một người đồng nghiệp mà Đại Nghĩa rất là yêu quý và một người mà Đại Nghĩa tin chắc rằng quý vị khán giả cũng dành tình cảm cho cô ấy rất là nhiều. Và tất cả chúng ta ở đây đều biết cô ấy là ai, cho nên tôi nghĩ rằng không cần phải giới thiệu. Yeah. 2, 3, Ốc Thanh Vân. Ốc Thanh Vân. Ốc Thanh Vân. Đó,
đây, thưa quý vị, đó là những người bạn đồng nghiệp mà Đại Nghĩa muốn giới thiệu cho quý vị biết trong đêm tiệc hôm nay. Và bây giờ giới thiệu cho mọi người biết sơ qua về không gian của căn nhà mà Đại Nghĩa đang là chủ sở hữu. Bên tay trái của chúng ta đây là ở cái quầy nước đó có rất nhiều những cô gái xinh xắn và hai chàng trai đẹp mã, là những người em của Đại Nghĩa sẽ phục vụ nước. Bên tay phải của chúng ta đây đã nhìn xem năm chàng trai này cũng đẹp à. Đó là ai? Là ban nhạc của đêm tiệc cùng sao và nữ ca sĩ Mỹ Ngọc. Ba cái người này ngồi mà nhiều chuyện mà làm mặt làm mày hoài rồi, nó ấy lắm. Bây giờ làm nó đổi người khác vậy vô tập trung vậy á. Yên tâm, em sẽ làm cái chuyện đó ngay bây giờ. Đây, mời chị Hạnh. Thấy hai người này không ổn nữa. Đây em mời chị, nói nghe nè chị, ở chỗ này vui lắm, chị đứng lên đi. Không không không, chị qua đây ngồi. Chị đi rồi ai dặm mặt cho anh nhược, chị phải dặm phấn cho anh nhược. Chị phải dặm phấn, anh qua đây quanh. Anh Lâm Nhật, anh không cần make up đâu chị, anh là đàn ông mà. Thôi về đây. Thôi anh mời ốc qua đây. Đổi ốc Thanh Vân về đây đi. Ốc qua đây. Kìa kìa. Ngồi kế bên anh. Đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi qua bên này nhớ. Em qua bên này, để em qua bên này. Không, em qua bên kia. Rồi, em qua bên này. Đi, 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 kìa bên. Rồi, đâu vậy đó? Ổn định, sẵn sàng chưa? Ổn định, ổn định, ổn định, ổn định. Các anh chị em, bạn bè thân mến. Dạ. Ở đây ai cũng đẹp, cho nên là chúng ta không cần phải giảm giá cho thêm nghe anh Nhật nha. Ở đây nhan sắc không quan trọng, quan trọng là chúng ta sẽ phải làm như thế nào để vượt qua được những thử thách mà chủ nhà chính là tôi ở đây đề ra. Bởi vì trong đêm tiệc này, ngoài cái chuyện ăn uống ca hát ra, chúng ta có tới 5 thử thách mà các bạn cần phải vượt qua nha. Và thử thách đầu tiên của đêm nay là gì? Mời các bạn cùng đến với đêm tiệc cùng sao. Chào đón quý vị khán giả, chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên của đêm tiệc cùng sao. Trò chơi này có tên hình ải hình ai. Đây, cái thử thách đầu tiên mình á, tại sao có tên là hình ải hình ai? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tôi kêu bắt đầu một cái, tôi sẽ mời hai người của hai đội lên đây, đứng bên hai cái nút bấm này. Trên màn hình sẽ hiện ra một cái nhân vật nào đó mà mình dòm vô, mình thấy có cái nét giống giống người này, nhưng mà cũng có cái nét giống giống cái người kia. Đó là gì? Đó là do tôi dùng kỹ thuật Photoshop. Kỹ thuật hình ảnh xử lý, tôi ghép gương mặt của hai con người nổi tiếng lại vào làm một, giống như hai người đó lấy nhau đẻ ra đứa con vậy đó. Trời ơi, ghê vậy hả? Có nét giống người này mà có nét giống người kia. Và các bạn sẽ phải đoán ra cho tôi được tên của hai nhân vật đó là ai. Có một cái gợi ý nhỏ cho các bạn, đó là tên của người này sẽ là chữ lót của tên người kia. Đó, ví dụ giống như là hiện ra một cái mặt mà mình nhìn thấy, trời ơi, sao mà cái mặt có vẻ ít tóc quá, cái đầu hơi ít tóc á, hơi hiếm hoi, rồi cái làn da ngăm đen, cái dáng người đậm đậm, thì mình phải đoán ô ô quen quá, thì ra đây là Đình Hiếu Hiền. Tức là Đình Hiếu, Hiếu Hiền. Em rất cảm ơn anh, nói gì em dễ hiểu lắm đó. Dễ hiểu đúng không? Đơn giản quá mà. Vậy thì bây giờ tôi mời ngay hai đội trưởng lên đây với tôi. Ủa, đội mình đội trưởng là ai vậy? Đội trưởng vậy ạ? Mời chị Mỹ Hạnh. Đội trưởng bầu. Chưa có bầu. Thôi bây giờ em nói vậy tức là lên đi là bầu đó, em bầu tại chỗ bầu đó. Tại vì cái bụng nó không bự đâu mà bầu. Hay là cho tôi đấu phép của ba Sài Gòn. Anh sẽ là đội trưởng của cánh bên đây. Bởi vì ở đây anh vạm vỡ nhất. Trách nhiệm nặng quá. Bên đây chị Hạnh, bông hoa duy nhất của cái nhóm này, chị cũng sẽ là đội trưởng. Phải che chở cho chị nha, phải che chở cho chị đó. Đây. Hai người để tay sẵn sàng gần cái nút bấm đi. Ai mà nhấn chuông trước thì giành được quyền trả lời. Trả lời đúng thì mình sẽ ghi cho mình được một điểm. Còn nếu như mình trả lời sai thì người bên kia sẽ giành quyền trả lời. Còn nếu như cả hai không có ai có câu trả lời đúng hết thì lúc đó Đại Nghĩa sẽ bắt đầu đọc gợi ý nha. Nhưng cũng mong rằng anh chị sẽ là người bấm chuông và có được điểm số đầu tiên cho đội của mình. Chuẩn bị. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Không biết luôn. Cái gì vậy? Bấm chuông đi. Bấm. Ai sẽ người bấm? Bấm lại đi ha. Trời. Ai? Chị Hạnh. Trong nụ phích thịnh vậy. À. Bài. À. Thấy quen không à? Thấy quen lắm đúng không? Anh Tuấn có câu trả lời hay không? Xui quá. Gợi ý đầu tiên. Đây là một nữ diễn viên nổi tiếng với vai Diễn Thuận trong phim Mẹ Chồng Tôi. Một người là một nghệ sĩ hài nổi tiếng với vai Nam Tào trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm của Đài Truyền hình Việt Nam. Là gì chị Hạnh? Là Chiều Xuân Bắc. Đúng không? Yeah. Chính xác, đó là... Em cảm ơn anh. Tương dữ. Xê ra. Anh đó.
anh ơi, cái gì mà anh phủ phàng với phụ nữ vậy? Phủ phàng bạo lực có mình em. Và cuối cùng chị Mỹ Anh đã mang về cho đội mình 1 điểm. Mời tiếp theo ông Thanh Vân và anh Quân. Chuẩn bị bắt đầu. À tôi biết rồi. Mời Quân. Chưa đọc mà. Mời Quân. Em không biết là ai chơi nữa. Bậy bạ vậy thua rồi. Mời Vân. Công Lý Hải. Công Lý Hải. Chính xác. Hay vậy ta. Đúng. Đó là diễn viên Công Lý và ca sĩ Lý Hải. Tiếp theo xin mời Đình Hiếu và Thảo Nguyên. Rồi. Ôi, ôi anh. Lịch sử nè. Cái bọc xốp đen, cái bọc xốp đen nó xuất hiện rồi. Thật ra thì Thảo Nguyên và anh Đình Hiếu rất là thân, nhưng mà tham gia cái này thì thân ai nấy lo. À, vậy đi. Vậy đó. Đi. À, vậy đi anh. Còn anh thì hồn ai nấy giữ. Bắt đầu. Bắn ai mà đẹp vậy? Bắn Hiếu. Bắn Hiếu. Hiếu. Gợi ý đầu tiên. Một người là nam vận động viên cầu lông nổi tiếng của Việt Nam. Một người là được khán giả yêu thích với vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Giải Cứu Thần Chết. Đình Hiếu. À, thực ra thì nghe tới vận động viên cầu lông thì chắc chắn Việt Nam mình chỉ có một vận động viên mình nổi tiếng mà báo chí quan tâm, đó là vận động viên Tiến Minh. Đúng rồi. Yeah. Minh gì? Dạ, hết giờ. Mời Thảo Nguyên. Ngồi xuống. Ai biết Minh gì? Trời ơi, cha nội ơi. Không được nhắc, không được nhắc. Mời Thảo Nguyên. Minh Hằng. Sai luôn. À. Bây giờ tôi sẽ đọc gợi ý tiếp theo và các bạn sẽ nhấn chuông giành quyền trả lời lại một lần nữa nha. Một người là vận động viên cầu lông đứng trong top 5 cây vợt mạnh nhất thế giới năm 2010. Tiến Minh Hằng. Sai luôn. Tiến Minh Hằng. Đồng ý. Yeah. Đó là Tiến Minh và Minh Hằng. Bây giờ tôi mời người đàn ông sâu lắng nhất, anh Long Nhật và Hoàng Rapper. Long Nhật là người đàn ông men nhất showbiz Việt. Dạ. Yeah. Chào em. Dạ, yeah, em chào anh. Gũ lên em. Ok. Chuẩn bị. Bắt đầu. Trời ơi. Ai vậy? Ai biết ai? Cái gì vậy? Gợi ý đầu tiên. Một người được yêu thích với vai diễn Linh trong phim truyền hình Tuổi Thanh Xuân. Một người là nữ danh ca được mệnh danh Nhạn Trắng Gò Công. Rồi anh Long Nhật. Anh Long Nhật. Nhật ơi, cố lên đi anh ơi. Phương Phương Dung. Sai. Phương Phương sai. Dạ. Mời Hoàng Rapper. À, Nhã Phương Dung. Trời ơi. Nhã Phương Dung. Chính xác. Oh yeah. Mới là lượt chơi đầu tiên thôi, xem như chúng ta bỏ qua và xé nháp. Đó là khởi động làm nóng mình đó mà. Đúng không? Bây giờ rút kinh nghiệm thêm nha. Mời anh Tuấn và chị Hành một lần nữa. Trời ơi. Trời kìa. À. Trời ơi. Kìa. Thần tượng của tôi kìa. Chị Hạnh. À, một người nhìn ra là coi như là có 5 giây thôi chị, nói tên liền. À. Hết giờ, mời anh Tuấn. Gì quên rồi. Trời ơi, ngoài VTV1. Và gợi ý đầu tiên, nam ca sĩ trẻ tham gia vai chính trong phim Chàng Trai Năm Ấy. Một người là nam ca sĩ với phong cách thời trang và phong cách biểu diễn rất cá tính. Mời chị Hạnh. Sơn Tùng Sơn. Sai. Sơn Tùng. Ôi ơi, tôi nghĩ ra rồi, bực quá. Mời anh Tuấn. Nhìn nhau đi. Hoàng Sơn Tùng. Yeah. Chưa đúng. Gợi ý thứ hai. Một người được khán giả yêu thích với bài hát Lạc Trôi. Một trong những... Sơn Tùng Dương. Sao sai đáp án rồi? Sai. Nghe là hiểu rồi. Đó là Sơn Tùng Dương. Trời anh. Bên đây người ta cũng câu được cho mình thêm 1 điểm nữa. Mời anh Quân, ốc Thành Vân. Rồi, có lời này chạy à. Xin mời. Con đi. Cái gì vậy Hoàng? Cái gì Hoàng nó bán vậy? Bán tôi. Ê, nó sút ghê. Nó sút. Mời Quân. Nó sút kìa. Nó đó. Hết giờ. Mời ốc. Đây là em mới nhìn ra được có một người à. Còn người còn lại nhìn chưa ra đây nè. Trời ơi. Gợi ý đầu tiên.
Một người là thủ môn bóng đá với chiều cao gần 1m9. Mời Quân. Dạ, em nghĩ rằng là Tấn Trường Giang. Chính xác. Đó là Tấn Trường và Trường Giang. Vâng, Vâng ơi, em chắc nhìn ra được có trình mình Trường Giang thôi đúng không? Thôi, có nhìn Trường Giang thôi, em nhìn Trường Giang thôi. Em có biết bạn Tấn Trường không? Bây giờ mới em bạn biết. Em mà. Bây giờ mới bạn biết. Em bạn có yếu hả? Em đã từng nghe đến anh Tấn Trường nhưng mà kiểu như mình không thật sự không có lưu giữ hình ảnh. Yeah. Nên là lúc đó mình không nhìn ra. Có hàng đã bố á, ngoài hàng ảnh chồng chị ra. Chị nên để ý đến người khác. Và anh Quân lần này đã lấy lại phong độ mang về cho mình 1 điểm. Tiếp theo, mời Thảo Nguyên, Đình Hiếu. Cái gì vậy? Đứa hả? Tôi ghét cái người đàn ông này. Bắt đầu. Trời ơi. Ê. À biết rồi. Ê, oh my God. Em nhìn ra rồi. Thôi bình tĩnh cho nên là bấm nhìn ra rồi bấm đi. Bấm liền đi em. Gợi ý đầu tiên. Một người là tham gia cùng Trấn Thành Duy. Duy Trấn Thành, Duy Trấn Thành, Trấn Thành Duy. Rồi cái gì? Duy Trấn Thành. Đó, nghe cái tẹt là hiểu đúng không? Ủa vậy kìa, cái thằng của Trấn Thành như vậy nhưng mà coi như anh nhường xong rồi đó nha. Rồi. Ồ, thấy đàn ông chưa? Đàn ông chưa? Em có câu trả lời không? Chưa. Dạ, dạ đọc. Vậy thì bây giờ anh đọc gợi ý. Anh sẽ đọc gợi ý và ai biết thì bấm chuông nha. Dạ. Gợi ý số 1 nè. Là một người tham gia cùng diễn viên Johnny Trí Nguyễn trong phim Tèo Em. Một người là nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh. Mời Hiếu. Thái Hòa Minh Di. Wow, chính xác. Oh yeah. 1 điểm cho mình. Hay quá Hiếu ơi. Cuối cùng, anh Long Nhật và Hoàng Rapper. Chết rồi, bộ lên. Đảo quá rồi. Bộ lên. Chuẩn bị. Bắt đầu. Quen lắm. Gợi ý đầu tiên. Một người là nữ ca sĩ được khán giả yêu thích với bài hát Ôi Tình Yêu. Hoàng Rapper. À ba đưa. Ôi tình yêu. Nhanh thôi điểm hết giờ. Thì mùa xuân rất thanh thảo phân. Đúng không ạ? Chính xác. Khi tình yêu đến thanh thảo phân. Cái vòng 1 thôi mà. Dù sớm mà nhảy biết à. Lớn tuổi rồi nhảy. Nhưng mà nói nào ngay, cái vòng 1 này điểm số nó cách biệt dữ lắm em nghe. Anh đi tiệc mà. Thấy anh Long Nhật trầm buồn cái bên đây lấn lướt đó. Ha anh ha. Cái đèn của anh bị hư. Không thiệt mà. Anh kêu thẳng thời Vân trước mà. Nhưng mà tại vì cái đèn anh nó không sáng. Không có anh Nhật ơi, nhà em không có cái gì hư hết trơn trời. Chỉ anh bấm hư thôi nè. Anh hư nhà không? Mới nãy em bấm quá trời không được. Bây giờ nó mới được em ơi. Dạ, kết thúc trò chơi đầu tiên, thử thách 1. Đội của chị Mỹ Anh được 7 điểm. Đội của anh Vương Bảo Tuấn khiêm tốn 1 điểm. Không sao, không sao. Chúng ta vẫn còn những thử thách khác nữa. Nguyên cái đội này. Còn 1 điểm à? 1 điểm của em á hả? Một mình em thôi. Chị Mỹ Anh là coi như tuyệt đối rồi. 1 điểm mà anh Quân nhường đó. 1 điểm mà anh Quân rồi đó. Đúng không Hiếu? Đáng lý là không có điểm nào luôn á. Không có điểm nào luôn á. Thôi thôi tôi can. Tôi xin can mấy anh mấy chị. Tôi xin can mọi người mà. Đừng có tranh giành nhau nữa. 1 điểm là vô chữ sinh. 7 điểm là vô chữ thất. Nên tâm đi. Thôi sao xin rồi. 3 điểm 7 nổi 7 điểm là lỗi. Hồi sao sẽ rõ. Chúng ta sẽ đến với hồi sau của đêm tiệc cùng sao.